nổ cực mạnh, khói cuồn cuộn, Ukraina vừa bắn thư gì và mục tiêu chiến lược ở Donbass. Sputnik dẫn nguồn tin từ Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng, cho biết một vụ nổ mạnh đã xảy ra tại thành phố Lugansk, mục tiêu là một kho dầu. Theo các nhân chứng vụ nổ lớn ở trung tâm thành phố Lugansk, ngay sau vụ nổ xảy ra lúc 6 giờ 55 phút theo giờ địa phương, một đám cháy đã bùng lên tại kho chứa dầu. Theo một đại diện của Lugansk, ông Mirosnik, phía Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa nhằm vào một kho dầu và có thể đã sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật Toskau. Một đại diện của dân quân Lugansk thì giải thích kỹ hơn chi tiết. Theo thông tin sơ bộ, vụ cháy tại một kho chứa dầu ở thành phố Lugansk xảy ra do phiếu quay na sử dụng tên lửa chiến thuật Toskau. Thông tin bổ sung về tổn thất dân sự và thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng đang được làm rõ. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, các lực lượng nước này đã khai hỏa hàng chục tên lửa đạn đạo chiến thuật Toskau vào các mục tiêu ở Donbass chủ yếu là các kho nhiên liệu. Tuy nhiên đây là một cuộc tấn công thành công đầu tiên tính từ ngày 24 tháng 2. Đa phần các đạn tên lửa Toskau đã không tới được đích hoặc không phát nổ. Theo dữ liệu của Global Security, quân đội Ukraine hiện sở hữu khoảng 70 tổ hợp OTR-21 Toskau.